Hàng chục loài đạn cối, bom còn nguyên ngòi nổ nằm chung tại một vị trí ngay dưới nền nhà dân được lực lượng công binh khai quật và di chuyển ra ngoài. Một số loài bom có ký hiệu là M83 và M49 thuộc danh mục nguy hiểm không được di chuyển, buộc lực lượng công binh hủy nổ ngay tại hiện trường. Bước đầu khai quật, lực lượng công binh đã thu gom trên 100 quả bom, đạn các loại. Do tính chất nguy hiểm của số đạn pháo vừa phát hiện này, thì lực lượng công binh tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khai quật đến đâu, xử lý đến đó theo dạng cuốn chiếu. Em đang tháo gỡ để làm nhà ở nên chỉ là dân họ bảo đây đây thôi, được có khó phải liệu. Nên giờ bọn em là đào lên và phát hiện ra và bảo cho chính quyền ở ra vào bom mình tháo gỡ. Thì trong quá trình mà tiếp cận thì chúng tôi xác định đây là hầm đạn rất nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều loại, không những đạn pháo cối mà có rất nhiều loại bom bi, lựu đạn và cả ngòi nổ của bom. Vì đặc thù nguy hiểm đó lại nằm cái khu này nằm trong khu dân cư và nằm trong nhà dân luôn. Cho nên là có một số vật liệu nổ xác định là không thể di chuyển được, mà bắt buộc chúng tôi dùng phương pháp là hủy nổ tại chỗ. Sau khi vận chuyển những loại đạn pháo lớn ra khu vực an toàn và chúng tôi sẽ tiến hành hủy nổ những vật liệu nổ nguy hiểm tại chỗ. Qua kiểm tra thực tế hiện trường, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác định rất có thể đây là hầm bom đạn các loại do người dân từ thu gom chôn lấp ở đây từ lâu, nên số lượng bom đạn còn nằm lại khu vực này rất nhiều. Trong những ngày tới, lực lượng công binh sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, làm sạch bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực này để người dân yên tâm sinh sống,